ví dụ như một người hướng dẫn mình tu mà họ tu chung với mình cái này quan trọng dữ lắm quý vị nghĩa là nếu như mà những đức không có được cái thời gian này thì giống như lúc trước quý vị những đức chỉ nói niệm phật tốt thôi chứ những đức đâu có tu chung với vị đâu ít lắm rất là ít đưa lên thờ khóa nhưng mà những đức rất là ít tu Tại vì công việc nó bận biểu rồi giết rồi nó kéo mình luôn Mình không có tu tập được Bây giờ thì những đức có thời gian Tu cùng với vị luôn Một ngày 4 năm thờ tu cùng luôn Thấy suốt mấy tuần nay à, Mà càng tu thì càng thấy thích ừ, thấy Rất là thích Thì giờ chúng ta hình thành được những gia đình Mà mình niệm Phật gì giống như Lúc trước những đức nói rằng là tịnh độ cấm từng nhà Bây giờ nó hình thành trước mắt cho mình thấy luôn nó hình thành là cái lời nói của mình là nó hình thành rõ ràng như đức có nghĩa là như đức nói rất nhiều lần là tịnh độ cấm từng nhà mới đặc biệt tại tập trung đông cỡ nào cũng không đặc biệt bằng tịnh độ cấm từng nhà Đó, cái này rất là hay nha rồi xong những đức nghĩ ra cái việc mà ngoài tờ khóa công phu thì cái điệu hộ niệm những đức uh, quay mình ngồi niệm phật với vị hộ niệm luôn cái này rất là hay á Bất cứ lúc nào bị rảnh là bị vô ngồi niệm Phật à? Còn gia đình có ông bà cha mẹ lớn tuổi thì Cũng được để cái điện thoại hay gì cho họ thấy Mình ngồi niệm Phật với họ luôn Đấy không? Rất là hay Vì nhớ là Khi gia đình có người già hay bất cứ mình gặp ai gần mắt Mình mà khuyên ta niệm Phật rồi đó Cái câu khai thị thì nghe nó cao quá Đấy không? Chứ nó rõ ra là cái câu là chúng ta nhắc nhở Nhắc nhở thì đơn giản thôi giống như mình đang lo sợ một cái việc gì đó người ta lợi người ta nói mà mà nói mà mình cảm thấy bình an phút ve mình nói mà cảm thấy bình an thì cái người bệnh đau cái người gần mắt người ta rất sợ mà mình nói có một cái chỗ mà đến không bao giờ sợ và không bao giờ khổ bây giờ muốn gì đó nơi đó không thật sự người ta mà đang giống như chết đuối mà mình đưa chiếc phao mà thật sự ai mà không muốn nắm chiếc phao quý vị mình hỏi bây giờ con này rất là khổ Khổ cực kỳ khổ ung thư đồ này cũng khổ Bệnh đau khổ nghèo khổ Nhiều thứ khổ Bây giờ mình muốn đến một chỗ mà không còn khổ nữa không? Có một chỗ mình đến sẽ không bao giờ khổ Rồi mình nói thế giới cực lạc tốt cho họ Rồi làm sao Mới về thế giới cực lạc được Thì mình nói họ niệm Phật Chỉ họ niệm Phật Niệm Phật đi sẽ không cảm thấy sợ hãi Niệm Phật cảm thấy được bình an bây giờ nằm đây ngồi đây để sợ để lo không bằng niệm phật, Nó. nghĩa là cái câu khai thị nhưng thật sự là cái câu nhắc nhở nên mỗi một cư sĩ nào mà những đức nói cho quý vị nghe nếu trong gia đình quý vị mình là con cháu nghe khi quý vị nói ông bà vì còn dễ nghe hơn nếu mà mình có duyên với họ à. nghĩa là mình đem từ cái tâm chân thật mình mình mỗi ngày mình thương yêu họ mình mình gầy dựng trước đi mình thương yêu họ mình gầy dựng trước đi Ừ, khi đó họ cặn tử nghiệp rồi mình nói họ nghe liền á à. chứ nếu như mình mỗi ngày mình la lối họ mình gầy họ mình chửi họ không mình nói họ không nghe nên đó, mỗi ngày mình thương yêu mình lo lắng ông bà cha mẹ mình mình tha thứ cho họ đi rồi là khi cặn tử nghiệp mình nói họ nghe liền cái tiếng mình nói là họ nghe liền không nói chứ à nên mỗi một cái gia đình ngồi đây nè là mỗi một gia đình vừa có thời khóa công phu và mỗi một gia đình đều có điệu hộ niệm và mỗi một gia đình đều khuyên ông bà cha mẹ của mình niệm Phật Và gia đình chúng ta đều có thể hộ niệm cho ông bà cha mẹ chúng ta luôn Làm được luôn Từ 12 tiếng tới 24 tiếng mình làm được Rất đơn giản chỉ bằng cái tâm chân thật Nên cái pháp môn tịnh độ này nó đi vào từ cái tính nguyện kiên cố Vì nhớ nếu như vị nắm chắc câu vật hiệu này mà quý vị kiên nhẫn vì niệm và càng niệm càng vui vì càng thấy thích niệm và quý vị cứ kiên nhẫn niệm niệm cả đời vị nhất định quý vị sẽ có kết quả rất là lớn kết quả rất là lớn đừng bao giờ dội vàng nha đừng bao giờ dội vàng mà tu một thời gian cái thấy nó nó nhạt nhẽo xong mình muốn tìm một cái gì đó lạ khác rồi mình nghe người này nói mình nghe người kia nói mình nghe người này nói, nói. rớt liền cái bị nhớ kỹ nè chúng ta không phải là giúp cái người nào đó họ giải sanh đâu mà chúng ta chỉ là khơi dậy và tăng thượng duyên cho họ thôi là đúng nếu như những đức nói những đức giúp quý vị giảng sanh sai Chúng ta chỉ là hỗ trợ Để tăng cái thượng duyên cho chúng ta là người tu tịnh độ Gây dựng tính tâm để giống như là mình nói dòng tay rộng quý vị Kiên định để mà hướng nhau về cực lạc thôi Còn cái duyên của họ đời này giảng sanh là nó có sẵn cái duyên đó Cái duyên đời nào họ giảng sanh là có sẵn cái duyên đó Chứ không phải là bản thân của mình mà muốn giúp họ Mà họ giảng sanh đó quý vị Giống như một cái trái chuối nó chưa đến già Thì không thể nào bắt nó chín ngọt được đâu Nó đều là phải có thời gian đúng ngày giờ Thì nó mới thành công Cái trái chuối chín Thì con người giáng sanh cũng y ra vậy luôn Nó phải có đầy đủ cái nhân viên phù hợp đầy đủ rồi Rồi lúc đó nó thành tựu cũng được giáng sanh Nên đối với con người là mình tạo điều kiện cho họ niệm Phật Để tăng thượng duyên và gây dựng mỗi ngày cùng nhau niệm Phật Nhân duyên ai đời này niệm Phật giáng sanh Thì tức khắc đời này chúng ta sẽ niệm Phật giảng sách. nhớ Giống như bây giờ đi. Bây giờ quý vị thấy những đức mà có cái thời gian tu tập gì nè. Quý vị nè. Là những đức nói thật sự. Nếu như những đức. Cũng là một người Phật tử đi. Thấy một cái ông thầy mà lúc trước. Ông hướng dẫn mình niệm Phật đi. Mà bây giờ mình thấy. Ông gặp sự cố đi. Mà mình thấy. Ông chịu tu ha. Mình mừng. Là mình thấy ông này có cơ hội thấy ông mình mực chứ nếu như bây giờ mình thấy cái ông này ông bị sự cố mà ông vẫn không tu ông buồn hoặc là ông đi lang thang là ông thất bại chắc chắn luôn thấy không? nên những đức có thể tu mấy thời quý vị và chúng ta đem tịnh độ để mà chia sẻ với nhau học tập hoặc là chúng ta ngồi nói chuyện với nhau nhắc nhở nhau điều này là cái điều mà mình thấy mình rất là mực. Mừng gì có người này ngày xưa họ từng nói câu rằng Sau này họ có như thế nào họ cũng niệm Phật Thì rõ ràng rồi Nó, Lúc làm thầy họ cũng niệm Phật Lúc làm một kỳ sĩ họ cũng niệm Phật luôn Thì Iran ngày xưa họ nói với mình là Họ có như thế nào họ cũng niệm Phật Thì bây giờ những đức có như thế nào như đức cũng niệm Phật với quý vị rồi nè Thế rõ ràng như đức đã từng nói bây giờ rõ ràng rồi đó Đó Thì giờ những đức niệm Phật với quý vị Mỗi ngày lên tu chung với quý vị luôn Điều này là cái điều mà mình rất là mừng Như vậy thì chúng ta phải hộ trì Hiểu không quý vị phải nhớ nghe bây giờ cái đạo tràng mình đó, một ngàn mấy trăm người cùng niệm phật không có đơn giản đâu một ngàn mấy trăm gia đình không có đơn giản đâu quý vị Hiểu không cái tần số này nó phóng ở trên không chung ở trên đó, nó không đơn giản đó ừ. tại vì nó qua cái đường rum là nó đường truyền ở trên không chung đó quý vị mà trong cái đường truyền đó nó bao nhiêu tần số loạn ở trong đó nó mà mà có tần số phật ở trong đó rất là đông ở trong để mà mà giải tỏa bớt đi những cái tần số ác đó quý vị điều này là cái điều lợi ích lớn dữ lắm không có giản đâu mắt phượt cầm mắt thường mình nhìn mình không thấy đâu chứ thù thắng lắm á ừ. nên từ nơi đó mà cái sự hộ trì đó là như thế nào chúng ta phải giúp cho con người này họ về sau họ hướng dẫn giúp cho nhiều người niệm phật thêm ví dụ như chúng ta đã biết nhau khoảng thời gian rất là lâu đến chùa rồi này kia biết với nhau gặp nhau biết nhau rồi Bây giờ là lúc mà mình được tu hành là thấy mừng lắm nè quý vị. Thí dụ như đại lão và tự tịnh không mà nghe nói rằng là nếu không có bà hàng quán trưởng hộ trì khéo léo làm sao có tịnh không ngày hôm nay. Nghĩa là bà hàng quán trưởng là bà hộ trì và tự tịnh không là như thế nào? Ai mà gửi cái gì bà coi trước, bà coi cái đó cần phải đưa bà tự không coi hay không. Cái gì mà mà, mà tạp loạn là bà, bà gọt hết, để giúp cho hòa thượng tịnh không thành công trên con đường hoàng pháp đó. chứ không phải là mình quý một người nào đó là là mình thì gặp nhau mình nói chuyện này chuyện kia cho họ không phải giúp họ thành tựu đó quý vị mà họ chịu mà tu mình hộ trì cho họ mình để cho họ yên họ tu như như, như bản thân những đức bây giờ nè mà được yên tu luôn cứ ngày bốn thờ bốn thờ gì năm thờ gì cứ tu đừng có nghe đừng có thấy đừng có biết cái gì giải quyết lo những đức hết những cái chuyện bên ngoài là xong hộ trì những đức trong vòng dài năm sau thôi là con người này tự nhiên được rèn luyện liền không nói dòng do tại vì họ đã từng lao ra cái cuộc sống họ họ lo một cái đại chúng lớn rồi bây giờ mà họ quay lại mà họ tu được cái điều này khó thực sự nó trải qua thời gian 15 năm chờ mà lo cho con người mà không có dụng công gì trên chánh điện bao nhiêu mà bây giờ mà bắt mà quay lại một ngày bốn năm thờ tu là không đơn giản quý vị à, nên một người mà hướng dẫn mình tu Mà tu chung với quý vị, quý vị tìm hiểu tới coi Không có mấy người đâu Hướng dẫn nhưng mà tu chung thì rất là ít Nhưng bây giờ những đức cùng với quý vị tu chung luôn Là điều này quý dữ lắm Nhưng những đức mong quý vị hộ trì cho những đức bằng cách Không phải là đem gạo cho ăn Không phải đem tiền cho xài Không phải mua đồ cho Không phải những thứ này phải chặn đứng hết hoàn toàn Không có một cái gì về thứ này chứ nghe. Để cho cuộc sống sinh tồn của những đức tự nhiên Và cái hộ trì đặc biệt nhất Là quý vị mỗi ngày lên niệm Phật Chứ không phải đi gặp những đức Đi thăm lơm Không phải Bỏ đại cho người này Một hai năm sau Hiểu không Bỏ đại con người này Một hai năm sau Nó qua rất là mau quý vị Một hai năm sau Con người này sẽ Có một cái sự công phu Và có góc độ nhìn thấu Cực kỳ sâu sắc Lúc đó họ còn giúp Rất nhiều con người nữa Lúc đó đó quý vị Mới là thật sự hộ trì cho họ Giúp họ Chứ không phải là thương họ Mà đi kiếm họ Đi thăm họ đâu Thăm họ Sẽ làm họ dao động tâm đó rồi người này được người kia được người nọ được giết rồi họ iran như vậy luôn là vì vị mất đi một con người có thể hướng dẫn người ta thu không có dẫn đâu nên cái cô mà chủ nhà nhà đức ở cô là hộ trì nhà đức đúng nơi đúng chỗ đúng lúc á một con người mà có thể té rồi mà họ đứng lên họ quyết tâm đứng lên là mình mà giúp họ về sau con người đó sẽ làm được rất nhiều gì việc lợi ích cho mọi người thật sự luôn con người sống trong cuộc đời không ai mà không sai vì không ai mà không từng dấp ngã bao giờ đó thật sự. Nhưng mà được gặp một con người có dấp ngã mà lại dám đứng lên mạnh dạn đứng lên gan dạ đứng lên là cái chuyện không dễ tìm thật sự. Nhiều người người ta dấp ngã là người ta sẽ nằm luôn người ta không đứng lên đâu. Còn những đức nó thật sự cuộc đời những đức chỉ có cái mạng này thôi. Nên bản thân những đức dù cỡ nào cũng phải đứng lên vì không ai thương mình bằng chính mình thương mình đâu. Nên những đức sẽ cố gắng đứng lên vì cái việc không môn tình độ này quá lợi ích cho chúng sanh Nên bản thân mình sẽ cố gắng hết mình mình Để mà đem pháp môn tình độ này giới thiệu chân thật bằng cả tấm lòng Nhưng mà trong thời điểm này vì hộ trì những đức bằng cách là vì, vì cố gắng niệm Phật Bây giờ cái, cái cái, cái sàn này nó sàn thì một năm hai năm nữa nè Coi những người mà quý mến những đức coi còn được mấy người Tiếp tục gây dựng cái tâm niệm Phật tại gia đình nó Hay là thời gian rồi không gặp rồi đi tìm tùm lum Đi lang thang Đi tứ tung lang thang đó là chuyện của quý vị thôi nhưng mà những đức phải gây dựng mình có cái sàn này những đức sàn thêm tiếp tục nó thử coi những người mà đã quý mến những đức bao nhiêu con người bao nhiêu chục ngàn người đó coi còn được bao nhiêu người tiếp tục gây dựng tính nguyện niệm phật một câu ai với là phật niệm đến cùng quyết chí một đời Vãng sanh cực lạc quốc coi được mấy người nữa thật sự không tin độ này là mình niệm phật là một tiêu mình muốn giảng sanh cực lạc mà Đó là muốn giảng sanh thì chúng ta phải niệm phật quý vị coi mười mấy năm nay những đức làm việc cỡ nào chưa vì thấy Quý vị đi lại chùa vị thấy có mấy lần như Đức lên chánh điện như Đức tu chung không? Đó, giảng pháp thì giảng rầm rầm, giảng quá chen giảng luôn. Nhưng mà dụng công thì ít, thấy chưa? Bây giờ thì những đức có thời gian để dụng công. nên tất cả Phật tử phải nhìn như vậy mà thấy quý mến và cảm thấy rằng là mình mừng cho con người này. Vì mình cũng đã từng quý mến thương yêu con người này. Mà bây giờ thấy họ cố gắng họ tu tập hay tất cả những người thương hay những người không thương gì mà nhìn người ta tu tập Người ta cố gắng gì bản thân mình Thật sự mình cũng muốn giúp đỡ người ta nữa Tại vì có người người ta nói Người ta nói rằng là Đánh người bỏ đi chứ không ai đánh người quay lại chứ. Có người mà ta muốn quay đầu hướng thiện Mình không có đánh người ta nữa Thì mình phải giúp đỡ người ta Đó là mình đang giúp đỡ chúng sanh đó. Thật sự những đức bây giờ cũng đâu có vợ con gì đâu có gia đình gì đâu Thì bản thân những đức làm việc này cũng là Vì chúng sanh thôi Còn 100% Nên mong rằng tất cả Phật tử mà biết những đức Quý mến những đức cố gắng niệm Phật đó là thương những đức nhất chứ không phải chúng ta gặp nhau đâu quý vị à không nên trong thời điểm này ai ở đâu lo tu đó tại gia đình mà được thờ khóa tu gì quá tuyệt vời trong nước ngoài nước gì cùng tu chung ấy là đẹp nhất luôn quý vị à những đức cũng cố gắng mỗi ngày trọ lên tối ngày trong nhà không quý vị ơi không ra bên ngoài nhìn được ánh mặt trời luôn đó quý vị ở trong nhà không luôn á mà một ngày lên tu với quý vị gì mà còn cái cảm giác này là không đơn giản đâu đó vì thử đi vì thử ở trong nhà từng để nghe vị biết. Một tuần không đi ra ngoài đường luôn á, không nhìn ra đường luôn cái thử đi. Từng trong đó đi rồi biết. Nó nên những đức cũng quyết tâm lắm đó. đây là cái mong mà những đức mong quý vị hộ trì những đức bằng một cái trí tuệ hộ trì. Chứ không phải gặp mà nó thầy khỏe không? Thầy có thèm gì không? Thầy có thiếu tiền không? Thầy có thiếu đồ không? Cái câu này thật sự mà nói chúng ta nó không có còn ý nghĩa để nói nữa đâu quý vị ạ. Bây giờ là chỉ còn cái quệ mạng thôi Chứ không có còn ý nghĩa hỏi câu đó nữa đâu Tại vì cái yên tâm những đức là Một người mà sống lan bạc Từng ngày đây mai đó mà. Cái cuộc sống đó những đức bình thường Đơn giản quá gì đâu Đấy không? Sự sinh tồn cao không sao mà, mà đây là cái mà những đức nói Cái sàn này những đức sàn thì một năm hai năm nữa Chứ quý vị nè Thử cái những gương mặt thân quen này nè Bấm lên coi nhìn gương mặt thân quen cái Thử coi sao này từ từ những gương mặt thân quen này sao Thấy không dữ lắm mà con cỡ nào cũng hướng học tập học tập cư sĩ cũng học tập học tập ừ năm sau thức thôi còn không còn một câu hay vật niệm đến cùng quyết chí một đời Vãi sanh cực lạc quá không nếu còn là đúng là đặc biệt tuyệt vời chúng ta đều là những bạn sen tuyệt vời đó là những đức nói bằng cả tấm lòng những đức nó giống như có cái cô mà cổ cũng cho những đức ở nhà cổ cũng ngồi của tu đây nè cô hỗ trì những đức trong cái lúc này là những đức rất cảm ơn cô những đức chỉ có cái sự tu tập để trả ơn thôi. Nên những đức nói mấy anh em bên cạnh những đức nói sau này đến nhà của ai Người ta hộ trì mình là mình phải tu. Chứ không phải mình đi khơ khơ đâu. Mà mình phải tu thì người ta quý trọng mình dữ lắm. Thật sự những đức sẽ cố gắng tu tập thôi. Còn cái chuyện gia đình người ta kệ người ta mình không đụng gì hết. Mình lo niệm Phật thôi là được rồi. Đó là cái điều mà những đức gỡ đến quý vị. Mong quý vị gây dựng tính nguyện niệm Phật. Và hộ trì những đức trong thời điểm này bằng cách là niệm Phật thôi. Còn ngoài ra không cần phải bận tâm lo lắng gì tới những đức hết. Quý vị chỉ cần sống cho thật là tốt Niệm Phật an lạc Đó là điều như Đức rất là mừng với quý vị Thôi chúc quý vị an lạc nha Và chúng ta hẹn gặp nhau thế giới cực lạc nha quý vị Ai di đào Phật Ai di đào Phật Ai di đào Phật Ai di đào Phật Ai di đà Phật Ai di đà Phật <laughs>